mãi trong đời, phúc mong cho em biết vơi, chứa tràn niềm tin yêu.
Thưa đồng bào, đồng chí và chiến sĩ cả nước, một mùa xuân mới Quý Mão lại đang về trên đất nước Việt Nam muôn vàn yêu quý của chúng ta. Vào thời khắc giao thừa thiêng liêng và đầy cảm xúc này, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, tôi thân ái gửi tới toàn thể đồng bào, đồng chí và chiến sĩ cả nước, cộng đồng người Việt Nam ta ở nước ngoài những tình cảm thân thiết, lời thăm hỏi chân tình và lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất. Tôi cũng xin gửi tới bạn bè năm châu, nhân dân các nước trên thế giới lời chúc hòa bình, hữu nghị, hợp tác và không ngừng phát triển. Năm Nhâm Dần 2022 vừa đi qua với đầy ắp các sự kiện đáng nhớ. Một năm có nhiều khó khăn, thách thức lớn bất ngờ xuất hiện, tác động xấu nhiều mặt và ảnh hưởng nặng nề không chỉ đối với nước ta và còn đối với toàn thế giới. Trong bối cảnh đặc biệt đó, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã phát huy tinh thần yêu nước nồng nàn, ý chí quyết tâm, bản lĩnh, đoàn kết, năng động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng, khá toàn diện với nhiều dấu ấn nổi bật, vừa tập trung phòng chống kiểm soát dịch bệnh, vừa thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ gắn với chủ động tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng và hiệu quả. Chính trị xã hội ổn định, quốc phòng an ninh được bảo đảm, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước, củng cố và nâng cao niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa, để lại những ấn tượng rất tốt đẹp, được nhân dân và bạn bè quốc tế ghi nhận đánh giá cao, cho ta thêm nhiều bài học quý. Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, tôi nhiệt liệt hoan nghênh, chúc mừng, biểu dương và trân trọng cảm ơn đồng bào, đồng chí và chiến sĩ cả nước về những kết quả, thành tích và đóng góp to lớn trong năm qua. Bước sang năm mới Quý Mão 2023 là năm thứ ba, năm bản lề, có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện nghị quyết Đại hội Toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025. Với ý chí và quyết tâm vươn lên phát triển đất nước ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, hạnh phúc, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta cần tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước, truyền thống đoàn kết thống nhất, vượt qua mọi khó khăn thách thức, đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ hơn nữa công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra, tạo đà và động lực thúc đẩy đất nước ta phát triển nhanh và bền vững trong những năm tiếp theo, góp phần xây dựng đất nước thân yêu của chúng ta ngày càng phát triển, cường thịnh, ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn. Trong không khí hân hoan chào đón năm mới Quý Mão, một lần nữa tôi xin chúc toàn thể đồng bào, đồng chí, mỗi gia đình, mỗi người dân Việt Nam sang năm mới có nhiều sức khỏe, niềm vui, hạnh phúc và thành công. Mừng xuân mới, quyết tâm mới, khí thế mới, tiến bộ mới, nhiều thắng lợi mới. Nhà nhà vui tươi, người người hạnh phúc. Chào, thân ái.